Chào tất cả các em học sinh lớp 8 của trường Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ ôn cho các em những kiến thức như các bài tập của bài kiểm tra cuối kỳ nhé. Về phần kiến thức, đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại về câu lệnh lặp for do. Đây là lặp với số lần chưa biết trước. Với cú pháp là for biến đếm 2 chấm bằng giá trị đầu, to giá trị cuối, do câu lệnh chấm phẩy. Trong đó thì for to do nó là các từ khóa, biến đếm là biến kiểu nguyên, giá trị đầu, giá trị cuối là các giá trị nguyên và giá trị đầu phải bé hơn hoặc bằng giá trị cuối. Số vòng lặp sẽ được tính bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng 1. Phần thứ hai là câu lệnh lặp while do, lặp với số lần chưa biết trước. Cú pháp while điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Trong đó, điều kiện thường là một phép so sánh. Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép. Câu lệnh ghép thì nhiều lệnh đặt trong cặp từ khóa begin và end. Và chúng ta có phần quan trọng nhất để mà ôn thi cuối học kỳ, đó là làm việc với dãy số. Hay nói cách khác, đây là dữ liệu kiểu mảng. Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự. Mọi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu gọi là kiểu của phần tử. Việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Cú pháp khai báo biến mảng như sau: var tên biến mảng 2 chấm array chỉ số đầu chấm chấm chỉ số cuối of kiểu dữ liệu. Chúng ta nhớ là chỉ có hai dấu chấm ở giữa chỉ số đầu và chỉ số cuối. Trong đó tên biến mảng các em đặt phải đúng với quy tắc đặt tên. Chỉ số đầu, chỉ số cuối là các giá trị nguyên và chỉ số đầu phải bé hơn hoặc bằng chỉ số cuối. Số phần tử của mảng thì được tính bằng công thức chỉ số cuối trừ chỉ số đầu cộng 1. Và việc truy cập tới các phần tử bất kỳ của mảng được thực hiện thông qua chỉ số tương ứng của phần tử đó trong mảng. Chẳng hạn, khi mà các em có mảng A, khi đó AI chính là phần tử thứ Y của mảng đó. Gán giá trị cho các phần tử của mảng A thì chúng ta có thể dùng cái câu lệnh gán trực tiếp là A1 2 chấm bằng 5 hoặc là A2 2 chấm bằng 8. Để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng hay cho dãy số thì chúng ta sử dụng câu lệnh lặp như sau. Ví dụ như là for i 2 chấm bằng 1 to 5 do readline AI. Như vậy là cô vừa mới ôm cho mình những cái kiến thức, những cái nội dung để mà mình chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 2. Chúng ta cùng qua các bài tập nhé. Bài số 1, hãy nêu cú pháp khai báo biến mảng, cú pháp của câu lệnh lặp while do, cú pháp của câu lệnh lặp for do. Thì các em xem ở lại cái nội dung hay kiến thức cô vừa mới ôm. Bài tập số 2, chọn từ thích hợp ở phần B và điền vào phần A. Chúng ta chỉ điền vào đây số thứ tự. Các em xem nhé. Như vậy, cô sẽ điền như sau. Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự. Mọi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu gọi là kiểu của phần tử. Việc sắp xếp dữ liệu được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Bài tập số 3, chúng ta sẽ chọn mỗi nội dung ở cục A với nội dung thích hợp ở cục B và điền vào cục A cộng B. Các em cùng xem nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn giải bài tập này. Câu 1, tên biến mảng phải đúng quy tắc đặt tên 1D. Số phần tử của mảng bằng chỉ số cuối trừ chỉ số đầu cộng 1, 2, e. Chỉ số đầu, chỉ số cuối là các giá trị nguyên 3A. Các phần tử của mảng phải có chung một kiểu dữ liệu 4G. Chỉ số đầu phải bé hơn hoặc bằng chỉ số cuối 5B. Phép toán mod kiểm tra tính chia hết 6H. For i 2 chấm bằng 1 to n do readline AI. Đây chính là nhập giá trị cho các phần tử của mảng A 7F. Câu lệnh go to i AB đưa con trỏ về cục A hàng B 8C. Min 2 chấm bằng A1 là gán giá trị đã lưu trong phần tử thứ nhất của mảng A vào biến nhớ min. A2 2 chấm bằng 8
gán giá trị cho phần tử thứ hai của mảng A bằng 8. Như vậy 9J và 10Y. Chúng ta qua câu số 4. Đánh dấu X để xác định câu lệnh đúng sai. Dựa vào những cái kiến thức về khai báo biến mảng, nhập biến mảng cũng như là gán giá trị cho các phần tử của biến mảng thì chúng ta sẽ xem câu nào đúng, câu nào sai nhé. Câu A, chúng ta thấy sai ở chỗ là giữa số 10 và số 13 lẽ ra phải là hai dấu chấm. Câu B sai chỗ là 10.5, nó phải là một cái giá trị nguyên. Câu C sai ở chỗ là cả chỉ số đầu và chỉ số cuối đều không phải giá trị nguyên. Câu D đúng. Câu E, chỉ số đầu đã lớn hơn chỉ số cuối. Câu F đúng. Câu G, câu H, câu Y tương tự sai các cái cú pháp khi mà nhập vào các phần tử của một cái biến mảng. Câu J, phép gán thiếu dấu hai chấm. Câu K đã sai cú pháp của cái truy xuất phần tử của mảng. Câu L là đúng. Rồi, các em xem nhé. Bài số 5, điền vào dấu 3 chấm để hoàn thành các bài toán sau. Các em cùng xem câu A và câu B nhé. Như vậy, câu A, tên biến mảng sẽ là điểm toán. Chỉ số đầu là 1, chỉ số cuối là 50. Kiểu dữ liệu của các phần tử là real, hay nói cách khác là số thực. Câu B, tên biến mảng là số nguyên. Chỉ số đầu là 1, chỉ số cuối là 100. Kiểu dữ liệu là integer, hay nói cách khác là kiểu số nguyên. Bài tập 6. Viết chương trình nhập vào điểm tin học của các bạn trong lớp, sau đó in ra màn hình điểm trung bình môn tin học của cả lớp. Chúng ta cùng phân tích một chút xíu ở bài này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập vào số các bạn trong lớp. Thông thường chúng ta hay dùng biến n. Sau đó chúng ta nhập điểm môn tin học của tất cả các bạn trong lớp. Tiếp theo chúng ta sẽ cộng điểm tin học của mỗi bạn trong lớp vào một biến. Cuối cùng đem chia cái điểm tổng đó cho n thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả là điểm trung bình môn tin học của cả lớp. Chúng ta cùng theo dõi chương trình nhé. Ở đây cô khai báo biến y, biến n kiểu integer số nguyên, biến điểm trung bình tin kiểu real số thực và điểm tin học của cả lớp là một cái mảng điểm tin kiểu dữ liệu số thực. Bước 1 là chúng ta sẽ nhập số lượng học sinh. Bước 2, chúng ta nhập điểm môn tin học của từng bạn học sinh trong lớp. Bước 3 là chúng ta sẽ khởi tạo cái điểm tin học này là 0 điểm. Bước 4, chúng ta sẽ cộng dồn điểm môn tin học của từng bạn vào điểm trung bình tin. Và bước 5, bước cuối cùng, chúng ta sẽ đem chia cho cái số lượng học sinh thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả. Như vậy là chúng ta có 5 bước để thực hiện bài toán. Bài số 7. Viết câu lệnh khai báo biến mảng lưu trữ chiều cao của các học sinh có 50 phần tử, kiểu dữ liệu của các phần tử là số thực. Câu B, khai báo biến mảng lưu trữ số lượng cam trong các thùng cam 100 phần tử, kiểu dữ liệu của các phần tử là số nguyên. Nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng A gồm 10 phần tử và nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng B gồm 100 phần tử. Các em cùng đọc nhé. Rồi, cô sẽ hướng dẫn cho mình giải. Ở đây các em có thể đặt những cái tên khác, nhưng mà ở đây cô đặt tên là chiều cao, số cam, biến A gồm 10 phần tử thì biến Y sẽ được chạy từ 1 đến 10. Tương tự như vậy với câu D. Bài 8. Viết câu lệnh tính tổng các số lẻ trong mảng A gồm n số có khởi tạo giá trị của biến tổng và tính tích các số nguyên âm trong mảng B gồm m số có khởi tạo giá trị của biến tích. Các em cùng suy nghĩ làm nhé.
cô giải câu A như sau. Đầu tiên, cô gán cho biến tổng với giá trị là 0. Sau đó, một cái biến y sẽ được bắt đầu từ 1. Có n số nên sẽ 2n. Nếu như cái số đó chia cho 2 dư 1, có nghĩa nó là số lẻ, thì nó sẽ được cộng vào cái biến tổng. Tương tự như vậy, câu B các em tự làm nhé. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho các em làm tất cả các cái bài tập liên quan đến các cái bài nội dung kiến thức để ôn thi cuối học kỳ. Các em xem video nhiều lần để hiểu bài nhé và làm các bài tập từ 1 đến 8 trong video. Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt. Chào tất cả các em.